đón chào bằng con tim yêu mến, hân hoan đón chào bằng câu ca tiếng hát, hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha, hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành. Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến, hân hoan đón chào bằng câu ca tiếng hát, hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha, hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành. Trọng kính Đức Cha Gioan, Giám mục Chính tòa Giáo phận, giờ đây Cha Vinh Sơn, Giám đốc Caritas Giáo phận, xin giới thiệu với Đức Cha những thành phần hiện diện trong ngày hôm nay. Trọng kính Đức Cha, Giám mục Giáo phận, hôm nay đoàn con cái của Đức Cha cùng hiện diện về đây Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để mừng lễ Quan Thầy Thánh Gioan Thiên Chúa và tĩnh tâm trong mùa Chay Thánh 2024 này. Trước mặt Đức Cha có quý cha dòng Gioan Thiên Chúa, quý cha, quý thầy, quý dì của các trung tâm cơ sở và mái ấm 20 của thuộc về Caritas của Giáo phận và 2.000 thành viên Caritas và ân nhân hôm nay về đây để được lắng nghe Đức Cha chia sẻ huấn đức và nhất là cùng Đức Cha để dâng thánh lễ mừng bổn mạng. Chúng con xin hân hoan kính chào Đức Cha. Chúng ta xin Chúa Thánh Hóa trước khi vào ít phút chúng ta trao đổi và cầu xin ơn Chúa cho buổi gặp gỡ của chúng ta tiếp tục được kết quả tốt đẹp. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuộn thân xác phù hộ các giáo hữu, thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, anh chị em ngồi. Lời đầu tiên, cha xin được kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý ông bà trong Caritas của Giáo phận, quý ông bà đang có tấm lòng phục vụ cho các ông bà, anh chị em đau yếu bệnh tật trong Giáo phận của chúng ta, và xin chào tất cả các bệnh nhân có mặt được trong nơi nhà nguyện tôn kính Đức Mẹ, Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cúi này. Xin kính chào tất cả cộng đoàn. Hôm nay trong ít phút gặp gỡ này, trước hết cha muốn giúp cho tất cả anh chị em khám phá thêm ý nghĩa chúng ta phục vụ, nói chung là các bệnh nhân có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Công cuộc phục vụ của chúng ta trước hết, xin anh chị em nhớ là bắt nguồn từ Chúa chúng ta. Khi chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, khi lời Chúa được công bố lên, các bài phúc âm rất nhiều đề cập tới việc Chúa Giêsu người hiện diện giữa đoàn dân đông đảo và người chữa lành tất cả những ai đến với Chúa. Anh chị em nhớ những đoàn dân đông đảo ấy
đông đến nỗi mà nhiều lần người ta muốn đưa các người bệnh đến với Chúa không được, phải gỡ mái nhà để thả bệnh nhân xuống. Anh em cũng thấy những lần đoàn dân theo Chúa đông đảo đến nỗi Đức Mẹ đến thăm Chúa Giêsu cũng không vào được, mà người ta phải đưa tin cho Chúa biết rằng mẹ và anh em của thầy ngoài kia muốn gặp thầy. Và đoàn dân đông đảo ấy, trước hết là có những người đau yếu bệnh tật và có những người mạnh khỏe là các thân nhân, hay những người mạnh khỏe mà nghe lời Chúa loan báo tin mừng thì say sưa đi theo Chúa, và có những lần theo Chúa say sưa nhiều ngày không có gì ăn mà Chúa Giêsu thương họ, không muốn giải tán về không, kẻo họ lạ đói dọc đường và Chúa đã hóa bánh để nuôi dưỡng họ. Vậy thì khung cảnh ngày hôm nay của chúng ta diễn lại những gì Chúa Giêsu hiện diện và đoàn dân theo Chúa đông đảo. Và bởi vì chính từ Chúa, lòng Chúa xót thương, Chúa chữa lành những người đau yếu phần xác, các bệnh nhân đau yếu Chúa chữa lành hết. Và khi Chúa chữa lành như vậy thì tiếng thơm nó loan đi khắp nơi, và người ta đem đến cho Chúa tất cả các bệnh nhân và Chúa đều chữa lành tất cả. Chúng ta nhớ tới những bệnh ngày ấy nan y, như Phúc Âm có khi tường thuật một, có khi nó đến 10 một lúc các bệnh nhân bệnh phong. Và có thể nói mãi cho tới gần đây người ta mới tìm được thuốc để chữa bệnh phong. Còn mấy ngàn năm về trước, nhất là thời Chúa Giêsu, bệnh phong được kể là nan y. Bởi vậy cho nên cái luật xưa đối với những người bệnh phong rất ngặt nghèo, bởi vì trong đó có cái mối quan tâm là để cho bệnh phong loan truyền giữa dân thì có thể là dân sẽ bị tiêu diệt do bệnh phong. Do vậy những người mắc bệnh phong thì người ta đưa ra ngoài khu dân cư, ở lẻ loi ở ngoài khu dân cư. Và như vậy người bệnh phong vừa đau khổ phần xác mà lại còn bị đau khổ phần tinh thần nữa. Rồi người bệnh phong đi đâu cũng phải tự hô lên là ô uế để người ta không tiếp xúc, kẻo lây cái bệnh này và làm cho dân bị lây bệnh mà bị tiêu diệt. Cho nên Chúa Giêsu hiện diện và Chúa đến với những người bệnh phong, chữa lành cho các người bệnh phong hoàn toàn. Và chúng ta nghe câu chuyện 10 người bệnh phong được chữa lành mà chỉ có một người lại không phải là người dân của Chúa, trở lại gặp Chúa mà tạ ơn Chúa. Nhưng vấn đề là các bệnh tật nan y thì Chúa Giêsu chữa lành tất cả. Chúng ta cũng đừng quên kể cả cái chết. Và ít nhất là có 3 trường hợp về những người chết mà Chúa chữa lành. Thánh Augustino tường thuật cho chúng ta 3 cái trường hợp chữa lành cái chết này. Trước hết Ngài gọi là cái chết tươi còn mới, như người con của ông Jairo trưởng hội đường. Em bé còn đang nằm trên giường, chết rồi. Và khi Chúa đến nơi, Chúa nói với những người vây quanh khóc lóc: con em bé có chết đâu, em bé ngủ đó. Thì người ta cười Chúa vì chính họ ở đó chứng kiến em bé đã chết thật rồi. Nhưng Chúa nói như vậy để cho thấy đối với Thiên Chúa, kể cả cái chết người vẫn chữa lành được dễ dàng. Cho nên người dùng cách nói là em bé ngủ đó, và Chúa chữa khỏi chết giống như đánh thức một người đang ngủ để cho người ấy được thức dậy. Và Chúa đã truyền cho em bé từ chết sống lại một cách rất dễ dàng.
Thánh Augustino lại đề cập tới một cái chết không còn phải là chết còn tươi tắn trên giường, mà là cái chết của người con trai bà Guanayim đang được nằm trong quan tài và các đô tùy đưa đi để mai táng. Và như vậy rằng bà mẹ quá có một người con duy nhất bây giờ lại đã chết rồi, và dân làng trợ giúp các đô tùy đang là đưa quan tài đi ra nghĩa trang để chôn cất. Và Chúa Giêsu động lòng thương vì giọt nước mắt của người mẹ quá có một người con duy nhất, và Chúa đã đến chạm vào quan tài. Cũng là một cử chỉ mà đối với thời đó làm như vậy là ô uế, nhưng đối với Chúa là không có cái tình thương của Chúa xóa bỏ hết, và Chúa điều chỉnh lại. Chúa chạm vào quan tài và truyền cho người thanh niên hãy trỗi dậy. Lập tức anh đã trỗi dậy ngay và được sống lại. Và thấy Augustino còn đi tới một cái chết thứ ba. Cái chết này đã được mai táng trong mồ 4 ngày. Mà đối với con người của chúng ta, khi chúng ta đã tắt thở rồi và không còn máu huyết để nuôi sống các tế bào nữa, thì có cái hiện tượng phân hóa, và con người chúng ta xác đất vật hèn, lúc bây giờ phân hóa nó hư hỏng đi. Và như vậy Chúa Giêsu đã đến trước mồ của một người đã chết và mai táng 4 ngày rồi, đó là trước Lazaro. Và khi Chúa tỏ ý định để Chúa gặp Lazaro, thì cô Marta thương em, thương lắm, nhưng mà lại vẫn ngăn cản Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, đừng, nặng mùi rồi, vì đã mai táng em 4 ngày rồi. Và chúng ta nên nhớ tường thuật này về việc Chúa Giêsu trong cái tin về Lazaro chết, Thánh Gioan nói Chúa được nghe tin báo và Chúa vẫn ở lại nơi Chúa đang ở đó, xa Bethania. Và sau đó Chúa mới nói với các môn đệ là: nào ta đi về Bethania đánh thức Lazaro dậy. Nghe cái chữ đánh thức thì các môn đệ lấy làm ngạc nhiên: thưa thầy, anh ấy ngủ, tự nhiên anh ấy sẽ thức dậy thôi, việc gì mà phải thầy đến đánh thức. Chúa Giêsu muốn nói đến, giống như Chúa nói với em bé gái của ông trưởng của đường Giai-rô: Lazaro đã chết rồi, nhưng mà Chúa gọi như là đang ngủ, để thấy quyền năng của Chúa làm cho người chết sống lại dễ dàng, như đánh thức một người đang ngủ được thức dậy. Và Chúa đã truyền Lazaro, người đã được mai táng 4 ngày trong mồ, gọi Lazaro ra. Và chúng ta nên nhớ cái chi tiết này rằng cũng một phép lạ kèm theo là Lazaro ra khỏi mồ mà chân tay vẫn còn có những cái băng cột người, giống khi chúng ta liệm người quá cố, đến nỗi Chúa Giêsu nói hãy cởi những cái dây băng đó cho ông ấy đi. Từ đây chúng ta muốn nói đến sự việc là Chúa Giêsu chữa lành các bệnh tật và chữa lành cả cái chết. Tuy nhiên còn một phương diện Chúa Giêsu chữa lành là về tâm hồn. Chúa Giêsu chữa lành là tha thứ tội lỗi. Và như vậy về phương diện Chúa chữa lành tâm hồn, tha thứ tội lỗi, được tường thuật cũng phong phú như việc Chúa chữa lành phần xác. Và chúng ta thấy nhiều người tội lỗi gặp Chúa Giêsu và người ấy đã tìm lại được ơn sự sống mới. Chúng ta không quên được sự việc của Thánh Tông Đồ Matthew đã được Chúa gọi, một người thuộc cái công việc mà người biệt phái luật sĩ vẫn quy kết thuộc thành phần quân tội lỗi. Và họ nói theo một cái cách gắn liền với nhau, quân thu thuế và tội lỗi. Và khi Chúa dùng bữa tại nhà Matthew, thì tại nhà Gia-kêu, thì họ đã nói với các tông đồ rằng: sao thầy các ông lại giao thiệp và dùng bữa tại nhà
quân thu thuế và tội lỗi. Họ không biết rằng Chúa đã chữa lành những người tội lỗi ấy. Để từ nhà của ông Gia-kêu, Chúa Giê-xu nói: hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Và Gia-kêu đã thưa với Chúa: thưa Thầy, con sẽ lấy một nửa gia tài con làm phúc cho người bệnh tật khốn khó, và con có làm hại ai điều gì, con sẽ đền gấp 4 lần. Lòng của Gia-kêu đã được thanh thỏa. Chúa đã dẫn dắt và do ông gặp Chúa để ông trở về với Chúa, bỏ cái tội lỗi mà đi theo sự công bằng Chúa dạy. Rồi chúng ta cũng thấy một phụ nữ đã gặp Chúa tại nhà cái ông Simon biệt phái, và chị ấy đã mang theo một bình dầu thơm. Chị ấy đã khóc dưới chân Chúa Giê-xu, và chị ấy nước mắt đẫm chân Chúa Giê-xu, rồi lấy tóc mình mà lau chân Chúa Giê-xu. Và một hành vi rất đặc biệt là chị ấy đã đập vỡ cái bình dầu thơm, lấy thuốc thơm ấy mà xức chân Chúa Giê-xu. Để đến nỗi Chúa Giê-xu hỏi cái ông Simon là biệt phái mời Chúa ăn hôm đó rằng: này ông Simon, ông xem, tôi vào nhà ông mà ông không xức thuốc thơm trên đầu tôi, mà chị này lại xức thuốc thơm trên chân tôi. Chúa Giê-xu nói như vậy để thấy có cái sự rất lớn lao cách biệt rằng chị này khét tiếng tội lỗi, mà bây giờ chị ấy có một cái cử chỉ dâng về Chúa, Thiên Chúa, tấm lòng của chị nó triệt để đến cái mức như vậy. Và nhất là cái bình thuốc thơm chị ấy đã đập vỡ, và chị ấy, cử chỉ ấy cho thấy từ nay những cái hào nhoáng quá khứ của tôi cũng sẽ đập vỡ đi như tôi đã đập vỡ cái bình thuốc thơm này, để cho cuộc đời của tôi thuộc về Chúa. Và Chúa nói với chị cái câu là: con hãy về, đức tin của con cứu chữa con. Trong phúc âm mà nói đến cái cứu chữa thì là nói đến cả hai phương diện, đó là chữa phần xác và cứu phần hồn. Chúa là đấng cứu chữa xác hồn, hồn xác của tất cả chúng ta. Như vậy anh chị em chúng ta hình dung lại cái sự thật của phúc âm về việc Thiên Chúa Emmanuel ở cùng nhân loại chúng ta, chữa lành chúng ta, và người đưa chúng ta đặc biệt chữa lành tinh thần, tâm hồn khỏi tội lỗi của chúng ta. Và tất cả những việc Chúa đang làm đây sẽ hướng đến việc Chúa chết trên thánh giá và sống lại là nguồn ơn chữa lành. Những gì Chúa đã làm khi Chúa rao giảng tin mừng là để hướng về chuẩn bị cho chúng ta đón nhận được cái sứ điệp và quyền năng chữa lành từ nơi thập giá và ơn phục sinh của Chúa, để máu thánh Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta, để Chúa chịu đóng đinh như thánh Phêrô nói: nhờ người mang thương, vết thương mà chúng ta được chữa lành, nhờ người chết mà chúng ta được sống. Và như vậy từ nơi thánh giá và cuộc phục sinh của Chúa, ơn chữa lành đến cho loài người, cho giáo hội và tất cả chúng ta đang được đây. Từ Chúa Giê-xu, chúng ta lại thấy giáo hội của Chúa tiếp tục công việc này. Và tiêu biểu là thánh tông đồ Phêrô khi người lên đền thờ cầu nguyện, gặp anh què giơ tay xin bố thí đối với người còn đang là thiếu thốn và lại bị tật nguyền là mang cái chứng què chân không làm được gì thì xin bố thí. Thánh Phêrô đã nhìn anh và ngài còn ban cho anh cái ơn mà quá sức anh mong đợi. Và câu của thánh Phaolô nói rất ý nghĩa. Chúa nói với anh què, Phêrô nói với anh què rằng: vàng bạc thì tôi không có, nhưng mà điều mà tôi có là nhân danh Chúa Giê-xu, anh hãy đứng dậy. Và người què đã đứng phát dậy,
theo hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan và vui mừng, không phải là đi nữa mà chạy nhảy như nai theo với hai thánh tông đồ. Mà niềm vui của anh và mọi người chứng kiến trở thành một cái việc chấn động đến nỗi công nghị Do Thái phải triệu tập thánh Phêrô và Gioan rồi đánh đòn các ngài, rồi truyền không được nói về danh Chúa Giêsu chữa lành nữa. Nhưng thánh tông đồ Phêrô đã trả lời cho họ rằng: chúng tôi không thể không rao giảng điều mắt thấy tai nghe, và các ông thử nghĩ coi đằng nào đúng hơn, chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn người phàm. Như vậy giáo hội vẫn tiếp tục công việc chữa lành của Chúa Giêsu, vừa phần hồn lại chữa lành phần xác nếu Chúa muốn, trong quyền năng của Thiên Chúa. Và trải qua lịch sử của giáo hội đến ngày hôm nay, thưa anh chị em, giáo phận của chúng ta trong giáo hội của Chúa vẫn tiếp tục làm. Và trong đó thì chúng ta thấy anh chị em chúng ta đang ngồi đây, là chúng ta thấy có các cha dấn thân vào công việc chung mang cái tên của giáo hội Hoàn Vũ, giáo hội toàn cầu, cái tên Caritas. Chữ Latin Caritas có nghĩa là tình yêu. Chữ Latin Caritas là lấy từ thánh Gioan tông đồ trong thơ thứ nhất đoạn 4 câu thứ 8, mà trong các lễ cưới chúng ta hay trích ra Thiên Chúa là tình yêu, thì cái chữ tình yêu ấy là Caritas đó. Cái chữ Caritas, Thiên Chúa là tình yêu, nó cao hơn tình bạn, nó lớn hơn tình vợ chồng, mà là chỉ về Thiên Chúa. Caritas, Thiên Chúa là tình yêu thương. Và chữ này giáo hội chọn để nói lên các công cuộc bác ái toàn cầu. Và trong đó mỗi giáo phận có cái nối kết với giáo hội toàn cầu. Thì hôm nay ở đây chúng ta đang họp nhau trong cái sức sống Caritas của giáo hội toàn cầu và của giáo hội Xuân Lộc chúng ta. Và chúng ta hân hạnh có cha Quản Hạt Tân Mai, ngài sẵn lòng để đón lấy công việc này, tiếp nối với cha cố Giuse Uy để trở thành giám đốc Caritas của giáo phận. Và chúng ta có các cha phụ tá cùng với các cha đặc trách các hạt về Caritas. Chúng ta có các dì 10, ít nhất tới 13, 14 cơ sở bác ái xã hội các dì phụ trách, và khoảng 6, 7 cái cơ sở đặc biệt các cha, các thầy, các anh em giáo dân như ông Trùm Ngữ ở tại Bạch Lâm, hay là thầy Châu ở tại Mái Ấm Phan Sinh đang cộng tác vào công việc Caritas này, cùng tất cả quý ông bà anh chị em đang hiện diện ở đây. Và cái số đông đảo như thế này, chúng ta đang hợp lực lại để vâng lệnh Chúa truyền, chúng ta thực hiện công cuộc bác ái, chúng ta xoa cho dịu bớt nỗi đau của các em bé mồ côi, của các em khuyết tật, của các em, các anh chị, các ông bà mà đôi mắt không còn được sáng, đôi tai không còn được rõ. Chúng ta xoa dịu nỗi đau của các cụ ông, cụ bà cao tuổi. Chúng ta xoa dịu nỗi đau của các em mà tật nguyền, không còn được lành lặn, hay bị đau, các cái chứng đau yếu mà chúng ta còn được ơn Chúa thương lành lặn. Và có điều kiện chúng ta hợp nhau lại, hợp lực để chúng ta xoa dịu những nỗi đau của anh chị em đang sống trong địa bàn giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Và như vậy, điểm thứ nhất cha muốn nói với quý ông bà anh chị em cùng với các cha, các thầy, các dì chúng ta làm trở thành một công việc của Chúa, công việc của giáo hội, công việc của giáo phận. Và công việc này chúng ta làm, chúng ta thực hiện thánh ý Chúa, mà thánh ý Chúa rõ ràng khi Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 25 nói về ngày tận thế, nói về cuộc Chúa gặp gỡ mọi người trước mặt, và Chúa chúc phúc cho: hỡi
các tôi tớ tốt lành trung tín hãy vào hưởng niềm vui của Chúa. Bởi khi xưa ta đói cho ta ăn, khát cho uống, ta mình trần cho mặc, ta tù đầy thăm viếng. Những người ấy thưa rằng, có bao giờ chúng con thấy Chúa như vậy mà thăm viếng Chúa đâu? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống đâu? Thì Chúa nói câu này: khi các con giúp đỡ làm phúc cho người bé mọn nhất trong các con, là các con đang làm cho chính Thầy, cho chính ta. Cho nên công việc của chúng ta đây là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Điều thứ hai, đó là thưa anh chị em, kinh nghiệm của mùa Covid vừa qua, chúng ta thấy có cái kinh nghiệm này, đó là cũng một bàn tay chăm sóc cho bệnh nhân, mà nếu xuất phát từ cõi lòng yêu mến Chúa và đến với các bệnh nhân, thì bệnh nhân hiểu được cái bàn tay này nó khác thường, nó bàn tay của đấng có lòng thương yêu và chăm sóc họ. Chúng ta vẫn nghe câu chuyện, và tôi cụ cha cũng muốn nhắc lại là trong kỳ Covid vừa qua đó, thì giáo phận chúng ta có tới 600, gồm các cha, các thầy, các dì, các bạn trẻ, giúp đỡ cho các bệnh nhân Covid tại các bệnh viện dã chiến và tại các khu cách ly. Và tất cả 600 tình nguyện viên này đến với những nơi dễ lây nhiễm và có thể đem đến chết chóc này với ơn Chúa. Và các bác sĩ nói, khi có các cha, các thầy, các dì, các giáo lý viên, các bạn trẻ tham gia có mặt ở đây thì bệnh nhân đã được khỏi một nửa rồi. Và quả thật là chúng ta đến, và rồi những cái đơn giản như là chúng ta dọn vệ sinh, chúng ta dọn các toilet, nhà vệ sinh, chúng ta tiếp đồ ăn, thức uống, chia nhau một cách trật tự, không còn tranh giành như trước kia, và bệnh nhân cảm thấy an tâm. Rồi chúng ta giúp các bệnh nhân liên lạc với người nhà, cho người nhà biết tin tức mình ở trong, cần gì thì trao đổi giữa bên ngoài và bên trong giúp cho. Kể cả những nơi không có thuốc men thì các cha, các thầy cũng giúp, dù rằng không biết về thuốc men. Ở đây hôm nay cha thấy có cha Hiển, là cha xứ giáo sĩ Biên Hòa. Ngài khi xưa đã được học hỏi để là y sĩ. Và các cha, các thầy trong trại, ở chủng viện đâu có học về thuốc đâu, nhưng mà kể bệnh, và cha Hiển sẽ là người cố vấn cùng với một số bác sĩ công giáo khác để chỉ cho biết rằng hãy cho thuốc này cho bệnh nhân. Và như vậy chúng ta đang giúp đỡ cho họ. Và có những sơ tình nguyện vào trong khu lây nhiễm của các bệnh nhân nặng, rồi bị lây nhiễm, được chữa lành xong lại tình nguyện vào nữa. Và có những sơ mà giúp cho một cụ già, thì các tu sĩ chỉ lo những công việc về vệ sinh thôi. Chuyên môn thì đã có các bác sĩ, các y tá. Vậy khi mà giúp đỡ cho một cụ già lau lọt người cho được sạch sẽ, thì bà cụ già được chăm sóc cảm động lắm, mới hỏi rằng: cô ở đâu? Tôi khỏi bệnh, cô cho tôi biết cô ở đâu để tôi đền ơn đáp nghĩa. Thì sơ chỉ nói một cách ôn tồn rằng: có chi là công với nghĩa đâu cụ, cái này Chúa sai con đến để giúp cho bà cụ thôi. Nhưng mà bà cụ lại nói tiếp rằng: vậy thì cô hãy nói đạo Chúa cho tôi nghe đi. Bởi vì bà ấy không có đạo, mà gặp được bàn tay chăm sóc, bà ấy cảm thấy có cái gì đó thương mến, khác với những cái bàn tay bình thường. Đó là những câu chuyện sống. Và trong quý ông bà anh chị em đây, cha nghĩ rằng ông bà anh chị em đang như vậy, hy sinh rất nhiều cho các bệnh nhân, những người khuyết tật, để giúp
xoa dịu những nỗi đau của con người của chúng ta. Và biết bao nhiêu bàn tay của quý ông bà anh chị xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và đang làm những công việc thật là ý nghĩa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị. Vậy thời gian nó có hạn, chúng ta bắt đầu chuẩn bị để dâng lễ. Và để xin trong ít phút gặp gỡ này, xin Chúa cho tất cả chúng ta, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ông bà, quý anh chị Caritas, những người đang làm công việc thiện nguyện, được thấy ý nghĩa từ Chúa, được thấy ý nghĩa phần phúc hỡi đầy tớ tốt lành trung tín, được thấy ý nghĩa phần phúc là khi các con giúp làm cho người bé mọn nhất của các con, là các con đang làm cho chính Chúa. Và chúng ta qua công việc chăm sóc này còn mang cái ý nghĩa truyền giáo, giới thiệu Chúa cho những người chưa được biết Chúa. Và cái phương thức bác ái là cái cách thức giúp cho người ta gặp được Chúa một cách sống động nhất. Vậy thì xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì và quý ông bà, anh chị em.